thay phốt cho heo FZ1. Phốt dập hết rồi. Phốt thu hết rồi. Thay phốt mới cho khách. Cố giữ lại bê tông thì còn được. Bê tông thì còn ok. Bố thắng, bố thắng là bố thắng zin đó, khách đi dán lại xài đâu có được, mấy bố này đâu có dán gì xài được, có ăn uống gì đâu, bắt buộc phải thay thôi chứ bố này đâu có xài được dán. Mấy bố này thắng không giờ ăn hết đẹp, rất là nguy hiểm. Bố này là cái bố zin Tokiko nè đó, xong rồi khách hàng đi hết cái đi dán lại, không nên làm như vậy ha, rất là nguy hiểm. Thì mấy bữa nay cái ngày mình là đi chở xe, không có thời gian làm con xe này, nay mới bắt đầu làm lại ha. Vô lại từ A tới Z cũng sắp xong giao cho khách hàng à. Ủa xe này có thay bi dán cổ không em? Không. Tiết kiệm lại tiền cho khách. Xe này đang đi lại dàn điện. Đây, nay mình bảo dưỡng con BM này. Thay bi chán cổ ha, bảo dưỡng trong ngoài. Chưa có vệ sinh nha anh em. Giờ mình mới tháo ra để vệ sinh. Vệ sinh bảo dưỡng hết. Cái xe BM này đi cái bình này, bình Đồng Nai. Đây. Không phải bình Đồng Nai ha, bình ủa. Để mình coi đây. Bình này là của hãng Việt Nam sản xuất ở Bắc Giang. Duramoto à, bình Việt Nam sản xuất. Thì cái bình này cũng không phải là bình dành cho xe mô tô nha anh em. Mấy bữa mình mua cái đồ đo dòng xả của cái bình axit, dòng xả của bình axit khác, dòng xả của bình pin nó phải có một cái máy đo khác, không có xài chung được. R6 của mình đang đợi đồ về mới làm tiếp. Chờ đồ cái cùm phải mua mới, cái cùm bên trái nó chạy rồi. Phải mua mới về hết. Anh em đợi nha. Xong tới đâu mình lắp tới đó. Giờ chỉ còn dàn bánh phục khắp về, bánh về, cùm về là xong. Để gáp lên tới dàn áo. Đây. Hôm nay thì có một ca bình Gobe, cũng là một cái bình của xe nhỏ 7 ampere lùng. Thường thì anh em cứ coi là trên cái xe zin nó có một cái bình, nó ghi là bao nhiêu ampere, cái 12V bao nhiêu ampere, thì anh em thay một cái bình tương ứng vô. Nhưng mà bình đó, anh em nên nhớ cái bình đó là bình Made in Japan, Made in Malay. Những cái bình mà Made in Malay dành cho những con R3 hay là những cái con sản xuất tại Thái Lan hay Malay, thì cái bình nó sản xuất tại cái nước đó. Nhưng vấn đề cái bình GS đó là cái bình dành cho xe mô tô của Thái, dòng xả nó tầm 130 đến 160. Nó phù hợp với cái dòng xả, anh em không để ý tới cái vấn đề dòng xả. Nó rất là quan trọng. Anh em cứ nghĩ 12V có 7A mà. 12V 9A đút vô là y chang, không phải. Dòng xả nó quyết định.
dòng xã nó quyết định cái bình nó dành cho cái dòng xe gì, như thế nào. À, cái dòng xã rất quan trọng. Xe càng nhiều thiết bị điện thì dòng xã nó càng cao. Giống như mình nói anh em, những cái xe giống như ZX10 đi, từ 2014-2015 trở xuống thì nó dùng cái bình 160cca, nhưng qua 2016 trở lên thiết bị điện nhiều hơn, nó sẽ dùng bình 190cca. Đó là bình zin theo xe. Đó, anh em mình không quan tâm nó là hiệu gì, nó là nhãn hiệu gì nó mới tốt, không phải cái vấn đề là cái dòng xả của cái bình nó là bao nhiêu, để nó phù hợp cho chiếc xe nó cần dòng xả là bao nhiêu cca. Đó, ý mình đang nói nằm chỗ đó, chứ không phải là ampe giờ, chỉ là cái dung lượng của cái bình thôi anh em ha. À, cái dung lượng thôi à, chứ còn cái dòng xả là để nhiều hay ít, nó nằm ở cái dòng xả. Rồi, cái tiếp theo, cái xe này điện câu tài leo cũng hay hết đó. Rồi thêm một cái hiện tượng nữa là hở rong bi lát. Hở rong bi lát, tại sao xe hở rong bi lát? Xe hở rong bi lát nó có những cái trường hợp sau. Một, cái quạt không quay, quạt bị hư. Hai, quạt không quay làm cho sôi nước. Hai là bị cạn nước, thì nó sẽ có hên xui. Cái tình trạng này xảy ra có thể là một lần nó sẽ hở ron đó. Với một cái nhiệt độ nóng nhất định thì cái máy nó sẽ bị tắt, nó không cho đề nổ nữa khi nó quá nhiệt đó. Thì á, mình cố gắng mình đề, mình chạy cứ lặp đi lặp lại đó, một cái số lần như thế nào tùy theo cái tình trạng, thì nó sẽ xảy ra, nó nóng quá nó xảy ra tình trạng hở ron bi lát. Hở ron bi lát là cái ron mà nó cách giữa cái đầu và cái lồng ha. Đó, nước nó vô trong đó, cái hiện trạng nó sẽ ra như sau. Nó sẽ bị sôi nước hoặc nước nó bị hụt. Đó, nước bị hụt, một là nó bị xì những cái đường ống lủng cách nước hay vấn đề đó, nó bị xì ra ngoài đó. Hai là nước gọi là thổi ron, là nước vào trong buồn đốt đó, vào lúc đầu sẽ ít, càng chảy nó càng nhiều ha, là càng bị hao nước nhanh. Đó là nước vô buồn đốt, cái xong nó thải ra đường bô đó, người ta gọi là ron bi lát đó. Hoặc là thổi ron bi lát, nó là vậy, là thổi ron đó, là bị cái ron cái bề mặt nó không kín nữa, nó hở làm cho luồn nước vào trong buồng đốt, đó gọi là thổi ron. Ở đây mình đang hạ máy xuống để mà mình làm ron lại cho con CBR. Còn BM đang bảo dưỡng tổng quát, thì sau cái bảo dưỡng tổng quát này thì phải alo cho khách để coi báo giá như thế nào, thì khách mới tính tới cái vấn đề vỏ. À, khách đã dặn trước rồi, thì mình làm xong cái vấn đề bảo dưỡng thì mình sẽ gọi báo với khách, tính một cái khoản cái chi phí sơ bộ lại quay cho anh khách ảnh xem. Mình chưa có kiểm tra buri nên là mình chưa có ấy, nên mình mới quay cái phần này cho anh em. Dạ alo. Dạ em sang phẩm đây. Số 1 đường số 4. Chị gửi từ đâu qua? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ chị ơi, chị gọi lại bên nhà xe. Người ta gửi trái sầu riêng cho em tới giờ 3 ngày rồi, đợi nó thúi luôn mới mang qua hay sao chị? Đó, chị nói lại chủ hàng gọi cho em tới 3 lần xác nhận địa chỉ, chưa bao giờ thấy hàng nó qua tới. Dạ. Dạ dạ. Chị coi cái trái sầu riêng nó thúi chưa chị? Nếu mà nó thúi rồi thôi dục đi chứ mang qua em làm gì nữa. Còn nó còn dùng được thì chị mang qua giùm em. Tại vì gửi trái cây mà 3 ngày trời rồi không tới, giờ cứ kêu nhận trái thúi trả tiền ship làm gì. Chị hỏi bên vận chuyển á. Còn không chị sai, nhưng mà chị gọi cho em xác nhận là 3 lần rồi đó chị. Chị cũng đâu có cho hàng đi đâu. Đâu phải là đây là cuộc gọi đầu đâu chị. Dạ ok chị, bên vận chuyển kỳ quá. Đây là con ZX10. Tại vì mình nói chung là cái chuyện vận chuyển rất là thông cảm, nhưng mà vấn đề đó là hàng trái cây người nhà gửi lên
mà nó gửi sai địa chỉ gì đó mà xác nhận tới 3-4 lần rồi không thấy hàng đi, tới 3-4 ngày rồi trái sầu riêng nó hư rồi. Còn gì nữa đâu nhận. Đây, rất là vượt mình ở chỗ này. Còn không thì cho địa chỉ mình qua lấy, chứ không có làm việc kiểu đó gọi 3-4 lần xác nhận địa chỉ lại rồi mà không thấy hàng đâu hết. Chiếc xe để rất là lâu rồi đó, bụi rất nhiều. Đó. Thì có gắn ba dắt đồ lên ha. Bắn ba dắt mà đi cái bình Việt Nam nữa. Đó. Bình này một cái bình Việt Nam. Bình này là dành cho chiếc xe rim quay đó anh em. Bình này tầm 7 ampere. À đây 7 ampere giờ. Ha. Bình này dành cho rim quay nè. Gắn vô con dít 10 là bao banh luôn. Anh em đừng có nhầm tưởng cái kích thước này. Anh em cứ ra mua cái bình đúng kích thước. Đó. Rồi về cùng ampere, trên lệch 1-2 ampere, thật sự trên lệch 1-2 ampere nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề mà anh em không để ý tới nó là cái dòng xả. Cái bình này dành cho con quay rim anh em nhét vô con xe này, nó nổ máy được đó, nhưng mà điện nó đâu có đủ điện đâu cung cấp cho những cái thiết bị điện trên xe đâu. Rồi chập chờn, càng độ vô là càng chết. Khi anh em muốn độ vô một thiết bị điện khác đó, đèn tool, đèn led này. Mà anh em không để ý tới cái bình, cái nguồn cung cấp cái năng lượng điện đó. Đó, nó sẽ làm gánh nặng cho cái sạc với mâm lửa lên nữa, nó cháy từ A tới Z luôn. Dàn điện này rất là dập. Mình quay cho anh khách thấy. Rồi, vấn đề nằm ở những cái chỗ này nữa. Thường những cái mô bình sườn á, ta đánh dấu nè, 4, 3, 2, 1. Tại vì những cái chỗ này người ta không có chuyên làm xe máy nhỏ, không có chuyên làm, cho nên đó, người ta mới đánh dấu như vậy. Tại vì người ta phải biết rằng á, 4 cái mô bình sườn này nó sẽ xem một cái chỉ số, nó không lệch quá tới 1-2 ohm đó, thì gắn vị trí nào cũng được cả, không phải nhất thiết là phải gắn đúng vị trí của nó. À, mô bình sườn không cần gắn đúng vị trí, nó gắn vị trí nào cũng được. À, vấn đề thứ hai là chỉ sợ cấm dắt sai dắt cái mô bình sườn thôi. À, mà mô bình sườn nếu mà người ta làm chuyên nghiệp, người ta biết điện một là bên trái qua phải hay phải qua trái, thì nó có ngắn dài theo cái đường dây rồi, đâu cần phải đánh dấu đâu, đơn giản nhất người như vậy. Xe thường map thì người ta sẽ bích lại những cái lỗ này, CBR cũng bị, con này cũng bị đó. Rồi những cái xử lý cái con cục cảm biến nè ở trên, người ta tháo ống ra. Thật sự thì thường làm như vậy thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Ta lấy công suất thì phải chịu cái vấn đề tuổi thọ ha. Xe này rất là dơ. Để mình cố gắng mình rửa lại với thay cái bình của khách. Hàng dán keo đâm hết rồi. Gột dây kẽm với đồng nữa. Đây. Để mình cố gắng mình giá lụi. Giá lụi luôn. Cố gắng làm lại cho khách hàng ổn định ha. Thấy xe nó hư á, lý do là cái người ta không có hiểu về vấn đề thứ nhất là điện nè, nhớt nước. Rồi vấn đề khi mà mình chưa hiểu về căn nguyên của nó mà mình muốn khai thác cái sức mạnh của nó thì càng đi sai xa hơn. Cho nên anh em khi mà thật sự một chiếc xe zin á, nếu mình đi cái bài lọc gió và cái bô đúng cái xe thì nó đã rất là dữ rồi. Đó, còn mình muốn mà thêm ba sắt hay thêm BC5 hay gì đó vô nữa. Đó, thì mình phải hiểu về căn bản của nó thì mình mới chơi cái phần nâng cao được. Còn không là mình càng làm cái xe nó mau hư. Đó, đây là cái chia sẻ thực sự là mất lòng, anh em phải hiểu vấn đề đó. Đó, cái bình này nó đang gánh nặng còn xe zin là còn gắn thêm cái đèn với thêm ba sắt này vô nữa thì nó đâu có đủ cung ứng điện, là càng sai là càng hư. Nhiều khi mình thay bình rồi nhưng mà một thời gian sau nó hư cái gì đó trên điện anh em. Tại vì nó đã trải qua một cái quá trình không ổn định rồi, chứ không phải anh em phải hiểu vấn đề đó, chứ không phải giờ mình thay vô là phải bắt nguồn lại từ mình không. Giống như anh em đi khám bệnh về, nó đã trải qua một cái quá trình nào đó nó mới bệnh. Thì lúc mình thay vô thì mình đã làm đúng lại như ban đầu thôi, chứ còn thật sự những cái cảm biến, những cái chức năng điện nó đã bị ảnh hưởng một khoảng thời gian anh em đã dùng cái bình này rồi. Không thể nào mà lấy lại nó như trước được. Chỉ làm mà tạm thời nó ổn định từ khúc này cho đi thôi, còn hư gì phải chịu cái đó. Anh em mới hiểu cái vấn đề này giùm mình.
Rồi, cảm ơn anh em nhiều.